Xin kính chào quý vị khán giả đang dành thời gian đến với chương trình Vấn đề quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, và xin kính chào tiến sĩ Thành Trung, giảng viên tại Đại học Fulbright Việt Nam. Thưa tiến sĩ Thành Trung, thưa quý vị khán giả, những đồn đoán về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từ cuối năm ngoái đã tập trung hơn 100.000 binh sĩ ở biên giới với Ukraine và sau đó gửi thêm hàng ngàn người tới Belarus vào tháng trước mà Moscow nói là để tập trận đã thu hút sự chú ý của phương Tây, nếu không muốn nói là cả thế giới. Dư luận chú ý bởi vào năm 2014, tình trạng tương tự đã xảy ra. Sau đó, Nga sáp nhập bán đảo Crimea và thiết lập ảnh hưởng tại phía đông Ukraine. Còn lần này thì sao? Nga thực sự lại tấn công Ukraine hay đó chỉ là đồn đoán của phương Tây nhằm tạo cớ cho mục đích của họ? Ít phút nữa, tiến sĩ Thành Trung sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng đến với chuyến công du của ông Putin tới Trung Quốc. Một chuyến đi được đánh giá là nhằm thắt chặt mối quan hệ đồng minh trong bối cảnh Nga phải chịu sức ép từ phương Tây. Ngày 4 Tết Nguyên đán, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tới dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Ông Putin là một trong 25 nhà lãnh đạo nước ngoài đến Bắc Kinh tham dự sự kiện, nhưng là một trong số ít người có cuộc gặp trực tiếp với ông Tập. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong bầu không khí ấm áp và hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi sâu sắc và kỹ lưỡng về quan hệ Trung Quốc-Nga và một loạt vấn đề lớn liên quan đến an ninh và ổn định chiến lược quốc tế. Còn thông báo từ Điện Kremlin cho thấy, ông Putin và ông Tập đã thảo luận về các tình huống xung quanh các đảm bảo an ninh do Liên bang Nga đề xuất. Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh cũng nêu rõ Trung Quốc và Nga có điểm gì chung cũng như quan hệ song phương tốt đẹp như thế nào. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý là điểm nóng Ukraine gần như không được đề cập. Tuyên bố chung chỉ có một đoạn dường như tóm tắt quan điểm chung về Ukraine rằng Nga và Trung Quốc chống lại nỗ lực của các thế lực bên ngoài nhằm phá hoại an ninh và ổn định ở các khu vực lân cận chung của họ, có ý định chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền dưới bất kỳ lý do nào, phản đối các cuộc cách mạng màu và sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nói trên. Bà Shannon Tizzi, tổng biên tập tạp chí The Diplomat cho rằng, mô tả mơ hồ kết hợp các luận điểm lâu đời về sự can thiệp và các cuộc cách mạng màu sắc cho phép Trung Quốc đưa ra hỗ trợ cho Nga mà không trực tiếp thể hiện sự ủng hộ lập trường của Moscow đối với Ukraine. Trong khi đó, tuyên bố chung đi sâu vào tình hình Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi đề cập trực tiếp đến tác động tiêu cực của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, lên án mạnh mẽ liên minh AUKUS và thậm chí chỉ trích kế hoạch của Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra đại dương. Bà Shannon Tizzi cho rằng, nội dung đó hàm ý rằng Trung Quốc và Nga có nhiều điểm chung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hơn là ở Đông Âu. Vâng, thưa tiến sĩ Thành Trung, ông Putin tới Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang liên quan đến vấn đề Ukraine. Theo lẽ thường thì vấn đề này sẽ là chủ đề chính của cuộc thảo luận, nhưng tại sao cả lãnh đạo Nga lẫn Trung Quốc đều không làm như vậy ạ? Khi mà chúng ta nhìn vào những cái diễn ngôn hay là những từ ngữ được mang tính chung chung và mơ hồ trong cái bài phát biểu tuyên bố chung của ông Putin và ông Tập Cận Bình thì chúng ta có thấy rằng là Trung Quốc không thực sự ủng hộ hoàn toàn đối với Nga, đối với vấn đề Ukraine. Và chúng ta cũng có thể hiểu được lý do tại sao Trung Quốc họ không đưa ra những cái tuyên bố được coi là mạnh mẽ hơn để ủng hộ Nga trong những cái vấn đề Ukraine. Thì nếu mà chúng ta xét từ những cái khía cạnh khác nhau, đặc biệt từ cái vấn đề chính trị, thì chúng ta thấy rằng là hiện nay Trung Quốc được coi là đối thủ chính trị hay là đối thủ mang tính hệ thống của Mỹ và Liên minh châu Âu, và điều này nó cũng không khiến cho Trung Quốc cảm thấy thoải mái, và họ cũng muốn hàn gắn cái mối quan hệ giữa Trung Quốc đối với Mỹ cũng như Liên minh châu Âu để phục vụ cho cái mục tiêu họ có thể trở thành một quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và cái từ đây cho đến cái mục tiêu đó nó còn một khoảng thời gian được coi là tương đối xa, và Trung Quốc họ còn cái nhiều điều để họ có thể thực hiện cái mục tiêu của mình, trong khi là Trung Quốc họ không có nhiều lợi ích ở cái vấn đề Ukraine. Do đó là chúng ta có thể thấy những từ ngữ nó được coi là mang tính mơ hồ và nó mang tính chỉ trích Mỹ và phương Tây ở cái khía cạnh của cái gọi là thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS ở cái khu vực gọi là châu Á Thái Bình Dương, cái nơi mà Trung Quốc có nhiều cái lợi ích chính trị nhiều hơn. Và một cái khía cạnh thứ hai mà chúng ta cần cũng phải xem xét khi mà chúng ta nhìn vào cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua, thì chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc nó không phải là một cái mối quan hệ
thực sự là đồng minh như những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy, mà nó thực sự là cái mối quan hệ của hai nước dựa trên những cái sự tương đồng về mặt lợi ích. Và khi mà họ có cùng một cái lợi ích với nhau thì họ có thể đưa ra những cái tuyên bố ủng hộ về mặt chính trị đối với nhau. Tuy nhiên thì chúng ta không thấy rằng nó có những cái tuyên bố mang tính ủng hộ về mặt vật chất giữa hai cái quốc gia này. Và do đó thì cái điều mà nó gắn hai cái quốc gia này lại với nhau giữa Trung Quốc và Nga thì nó thực sự là dựa trên những cái lợi ích có thể nhìn thấy được, cũng như là dựa trên những cái sự tương đồng về cái lợi ích trong cái việc đối đầu với phương Tây, hơn là những cái quan điểm chung của họ cùng nhìn về thế giới, hay là những cái sự cộng sinh giữa hai quốc gia này có thể thúc đẩy và có thể gắn kết hai cái quốc gia này, có thể tạo ra một cái mối đồng minh gọi là lâu dài, giống như là phương Tây họ có những cái mối kết nối dựa trên những cái giá trị chung của họ, cũng như là dựa trên những cái lợi ích kinh tế chính trị mà họ đã có trong hàng trăm năm qua. Thì cái điều này là chúng ta có thể thấy rõ ràng là chính cái sự đối kháng giữa Nga và phương Tây ngày càng mạnh mẽ hơn đã khiến cho Trung Quốc không muốn gắn kết thực sự mang tính quá cụ thể và quá chặt chẽ đối với Nga, bởi vì họ không muốn họ trở thành một trong những cái đối tượng mới của Mỹ và phương Tây và trong cái thời gian sắp tới. Trong những tháng qua, Nga luôn tố phương Tây đã thổi bùng căng thẳng ở biên giới Ukraine. Bản thân Ukraine cũng cho rằng truyền thông phương Tây đã cường điệu hóa vấn đề. Ông có ý kiến gì về vấn đề này, thưa tiến sĩ Thành Trung? Thì chúng ta thấy rằng là phương Tây là một trong những cái nơi mà xuất phát những cái nguồn tin rằng là Nga có thể tấn công Ukraine. Thì phía Mỹ cho rằng là họ có nguồn thông tin tình báo rằng Nga sẽ tấn công Ukraine trong cái thời gian sắp tới. Và chính vì vậy họ đưa quân cũng như là vũ khí tới những cái quốc gia thuộc khối NATO mà sát biên giới với Nga như là Ba Lan và Rumani. Thì cái điều này nó tạo ra cái sự căng thẳng ngày càng tăng cao hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là nước Nga họ cũng không hề lép vế, khi họ cũng có những cái hành động để thể hiện rằng họ không nhường bước trước những cái căng thẳng ở cái khu vực biên giới đối với Ukraine. Thì chúng ta cũng thấy rằng là Nga họ đã điều hơn 100.000 quân tới cái khu vực sát biên giới, và ngoài ra họ cũng cả tập trận cả lục quân lẫn hải quân lẫn không quân ở khu vực sát biên giới đối với Ukraine. Thì đây nó tạo ra một cái sự gọi là căng thẳng giữa hai bên, khi hai bên đều không muốn nhường bước trong cái khu vực căng thẳng này. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng là Nga họ cũng tập trận với cái quốc gia được coi là đồng minh của họ, đó là Belarus. Và chính vì những cái sự tập trận liên tục giữa các bên cũng như là sự cấp tập viện trợ vũ khí và đưa quân của cái khối NATO tới khu vực sát biên giới tới Nga, nó tạo ra một cái sự căng thẳng không hề nhỏ ở khu vực này, và bất kỳ một cái sự tính toán sai lầm nào nó cũng có thể dẫn đến một cái cuộc xung đột mang tính vũ trang và hệ quả là cực kỳ to lớn đối với cái khu vực Đông Âu trong cái thời gian sắp tới. Và cái chiến thuật mà cả hai bên đều cố tình đẩy căng thẳng lên mức cao như thế này thì trong quan hệ quốc tế nó gọi là chiến thuật bên miệng hố chiến tranh, có nghĩa là cái chiến thuật này nó sẽ tạo cho hai bên hiểu rằng là bất kỳ một cái sai lầm nào nó cũng thể dẫn tới một cái hệ quả cực kỳ to lớn. Và chính vì vậy hai bên họ sẽ hết sức thận trọng và họ sẽ không để một cái tính toán sai lầm nào có thể xảy ra. Và do đó cái việc căng thẳng, việc đẩy tới cái việc bên miệng hố chiến tranh, nó sẽ buộc một cái quốc gia nào đó trong cái sự căng thẳng này, nếu mà họ không thể chịu chi phí cho cái sự căng thẳng quá lâu thì bắt buộc họ phải nhường bước trong những cái thỏa thuận ngoại giao tiếp sau đó. Và hiện nay thì chúng ta đang coi rằng là cái việc mà hai bên liên tục đưa quân tới cái biên giới cũng như là đưa cái vũ khí tới khu vực biên giới cũng như là tập trận như vậy thì nó có thể kéo dài trong thời gian bao lâu, trong khi là hai bên luôn luôn cáo buộc nhau vi phạm những cái thỏa thuận ngoại giao trước đây. Chúng ta thấy rằng là bên Nga họ cũng cáo buộc cái phía chính quyền Ukraine hiện nay được coi là thân phương Tây vi phạm các thỏa thuận Minsk đã được ký trước đây, trong khi mà phương Tây thì họ cũng cáo buộc Nga vi phạm vào cái quyền tự quyết của Ukraine trong việc là Ukraine có quyền gia nhập NATO và Liên minh châu Âu trong thời gian sắp tới. Thì cái điều này nó đã tạo ra những cái vấn đề căng thẳng ở cái khu vực châu Âu, và nó có thể định hình cái gọi là an ninh chính trị của khu vực trong châu Âu trong cái thời gian sắp tới, khi mà Mỹ và các đồng minh của họ trong khối NATO có chịu nhường bước trước Nga khi quyết định không gia nhập Ukraine vào khối NATO hay không.
Vâng, thưa tiến sĩ Thành Trung, nhưng chúng tôi thấy là Mỹ vẫn điều thêm quân đến Đông Âu. Phải chăng vấn đề biên giới Ukraine là cái cớ để Mỹ nói riêng và NATO nói chung tăng cường sức mạnh ở châu Âu, thưa tiến sĩ? Vâng, đúng vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vấn đề Ukraine được coi là một trong những cái cơ hội để Mỹ và các quốc gia đồng minh của họ thuộc khối NATO tăng cường sức ép ở cái khu vực châu Âu. Thì cái điều đầu tiên mà Mỹ và các cái quốc gia thuộc khối NATO muốn thể hiện rằng là họ có thể chứng minh đối với các quốc gia đồng minh của họ rằng họ có đầy đủ cái sức mạnh cũng như là vũ khí để họ có thể bảo vệ các cái đồng minh của họ và họ sẽ không lùi bước trước các cái sức ép đến từ Nga trong cái thời gian sắp tới. Và đây nó cũng là một trong những cách mà Mỹ và các quốc gia đồng minh của họ thể hiện cái sự cam kết của mình đối với cái khu vực châu Âu. Đây là một cái khu vực thuộc loại là quan trọng đối với Mỹ bởi vì đây là một cái khu vực truyền thống an ninh của Mỹ trong nhiều năm qua. Và cái vấn đề thứ hai thì đây nó cũng là một cái cơ hội cho Mỹ và các quốc gia đồng minh của họ thể hiện rằng là họ có đủ quyền lực cũng như là cái đầy đủ sức mạnh để họ có thể không lùi bước trước Nga. Và đây họ cũng muốn thể hiện cho Nga biết rằng là họ có những cái sức mạnh mà có thể khiến Nga phải chấp nhận một cái gọi là cái cấu trúc an ninh cũng như là cái cấu trúc sức mạnh của ở khu vực châu Âu đã khác nhiều so với thời trước chiến tranh lạnh. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái vấn đề Nga-Mỹ mặc dù nó không còn là một trong những cái mục tiêu chính của chính quyền Biden, tuy nhiên nó cũng thể hiện rằng nước Nga là một trong những cái đối thủ chính trị mà Mỹ họ luôn luôn cảm thấy khó chịu từ những cái cáo buộc trước đây về việc Nga can thiệp vào cái cuộc bầu cử ở Mỹ cho tới những cái căng thẳng gần đây ở cái khu vực Ukraine. Và Mỹ họ muốn thể hiện rằng họ luôn luôn có một cái quan điểm hết sức cứng rắn đối với Nga và Nga cần phải thể hiện một cái thái độ mang tính tích cực hơn đối với Mỹ trong cái thời gian sắp tới. Thì khi mà chúng ta nhìn vô cái vấn đề Ukraine thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái cách để Mỹ để thể hiện rằng họ có một cái vai trò to lớn hơn đối với khu vực châu Âu cũng như là họ muốn cần thể hiện đối với đồng minh cũng như cần thể hiện với Nga rằng họ là siêu cường trên thế giới. Và đây là một cái thực tế không thể tránh khỏi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là Tổng thống Putin của Nga đã thể hiện rằng là Nga không chịu nhường bước trước Mỹ trong cái vấn đề Ukraine. Thì đây là những cái vấn đề chúng ta cần có thể xem xét trong thời gian sắp tới. Tôi cho rằng là cái căng thẳng Ukraine nó sẽ không hề biến mất đi và nó vẫn còn tồn tại cho đến khi một cái giải pháp mang tính bền vững có thể xuất hiện trong thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Thành Trung về những chia sẻ vừa rồi. Thưa tiến sĩ, thưa quý vị khán giả, nhắc tới NATO hẳn là quý vị còn nhớ tới việc Nga vào trung tuần tháng 12 năm ngoái đã đề xuất yêu cầu an ninh với liên minh này và Mỹ. Sau vài tuần bị Moscow gây sức ép, NATO và Mỹ đã đưa ra câu trả lời, trong đó thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Nga. Hiện thì cả chính khách phương Tây lẫn giới phân tích đang chờ động thái tiếp theo của Nga. Vào tháng 12 năm 2021, người Nga đã công bố yêu cầu với phương Tây, trong đó điểm lại hầu hết các diễn biến trong một phần tư thế kỷ qua của an ninh châu Âu. Ông Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao, chịu trách nhiệm đại diện cho Nga trong các cuộc đàm phán với Mỹ vào giữa tháng 1, nói rằng các yêu cầu của Nga là điều không cần phải bàn cãi. Chuyên gia Daniel Baer, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Carnegie Endowment nói rằng, tuyên bố của ông Ryabkov cho thấy ông không phải là một nhà ngoại giao đến để làm công việc ngoại giao, mà là một người đàn ông tới để tham gia việc thiết lập trật tự. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan đã gửi thư trả lời của Washington cho Moscow, nước đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh rằng NATO sẽ không kết nạp thêm các nước thuộc Liên Xô cũ. Ông Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không đồng ý hạn chế việc kết nạp thành viên mới của NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết liên minh đã gửi phản hồi bằng văn bản của riêng mình tới Nga. Ông nói, chúng tôi kêu gọi Nga một lần nữa hạ nhiệt tình hình ngay lập tức. NATO tin chắc rằng căng thẳng và bất đồng phải được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao. Hiện chưa ai biết động thái tiếp theo của Nga là gì, trong khi những phỏng đoán về mục tiêu của chính quyền ông Putin thì vẫn tiếp tục được đặt ra. Nhiều người thậm chí còn phỏng đoán cả về cách phương Tây xoa dịu ông Putin. Phòng khách ở Washington, Berlin, Brussels, London và Paris đã phải nỗ lực để làm sáng tỏ một trò chơi gồm nhiều nước giả định,
nơi họ tưởng tượng ông Putin ở trong Điện Kremlin và bình tĩnh quản lý một chiến lược phức tạp, luôn đi trước phương Tây nhiều bước. Những phân tích vô tận về các động cơ thầm kín cũng được các chuyên gia như Daniel Bear đưa ra, kiểu như ông Putin muốn khôi phục Liên Xô, vạch ra ranh giới đỏ xung quanh NATO, hướng một cái nêm vào phương Tây, phân tâm khỏi những vấn đề nội bộ, hay như phản ứng với cảm giác bị đe dọa. Vâng, như vậy là Mỹ và NATO đã thẳng thừng từ chối đề xuất an ninh Nga. Có một điều mà chúng tôi lấy làm lạ là Moscow đã phản ứng điềm tĩnh trước phản hồi của phương Tây. Lý do nào dẫn tới sự điềm tĩnh đó, thưa tiến sĩ Thành Trung? Chúng ta thấy rằng là cái việc mà Moscow hết sức là điềm tĩnh với phương Tây, mặc dù những cái căng thẳng đang được đẩy lên cao xung quanh cái vấn đề Ukraine, khi mà chúng ta nhìn vào những cái khía cạnh sau đây, thì cái căn đầu tiên là lịch sử nó sẽ có thể cho chúng ta biết một cái gì đó về hiện tại. Thì chúng ta thấy rằng là cái lịch sử gần đây nhất là năm 2014, khi mà Nga họ sáp nhập cái bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga, thì Nga thấy rằng là phương Tây họ phản ứng hết sức là hạn chế đối với cái hành động của Nga. Và họ hành động phản ứng hay là trả đũa Nga chỉ bằng cách là đưa ra những cái trừng phạt kinh tế đối với Nga, và hiện nay họ vẫn chưa dỡ bỏ những cái trừng phạt kinh tế đó. Và mặc dù là Tổng thống Biden cũng như là các cái đồng minh phương Tây đã tuyên bố rằng là Nga sẽ phải trả một cái giá đắt nếu mà họ thực hiện các cái cuộc xung đột vũ trang đối với Ukraine trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng là phương Tây họ không có nhiều cái sự lựa chọn trong những cái biện pháp để có thể trả đũa Nga nếu mà thực sự có một cái cuộc xung đột vũ trang xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Ngoài những cái tuyên bố đang mang tính đe dọa cũng như là những cái hành động được coi là cảnh báo Nga nếu mà Nga thực sự có một cái cuộc phiêu lưu quân sự. Ngoài ra, cái khía cạnh thứ hai mà chúng ta có thể nhìn đó là cái việc nước Nga họ cho rằng họ không hề khiêu khích trong cái vấn đề Ukraine. Và Tổng thống Nga Putin luôn luôn khẳng định rằng là Nga không hề có ý định chiến tranh, và những cái sự căng thẳng gần đây đều là do truyền thông phương Tây thổi phồng lên, và do đó cái vấn đề hiện nay nó là xuất phát từ phía phương Tây, đặc biệt là Mỹ, chứ không phải xuất phát từ phía Nga. Và cái việc mà Nga có thể điều quân ở cái khu vực trong cái lãnh thổ của họ, thì cái đây là nó thuộc chủ quyền của họ. Và những cái hành động được coi là cáo buộc của phương Tây, đây là những cái cáo buộc được coi là vô căn cứ. Và do đó chúng ta có thấy rằng là Nga họ tự tin cho rằng họ không có những cái hành động khiêu khích trong cái vấn đề Ukraine. Và cái vấn đề khía cạnh thứ ba mà chúng ta có thể thấy trong cái việc mà tại sao Moscow hết sức là bình tĩnh, đó là cái việc họ cho rằng là khối NATO họ sẽ không dại dột tham gia vào một cái cuộc xung đột quân sự đối với Nga về cái vấn đề Ukraine. Và họ cho rằng là cái Ukraine không xứng đáng, hay là đây là một cái nơi mà họ cho rằng là thực sự là cái khối NATO họ sẽ không thực sự là phải tiêu tốn quá nhiều cái nguồn lực của họ để gây ra một cái cuộc xung đột với Nga mà cuối cùng họ không chứng minh được gì, bởi vì hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng là Ukraine chưa thực sự là một cái thành viên của Liên minh châu Âu cũng như là thành viên của NATO. Và do đó nếu mà Mỹ cũng như là các quốc gia khác thuộc khối NATO hiện nay mà tham gia vào một cuộc quân sự đối với Nga bởi vì một cái quốc gia thuộc ngoài cái khối liên minh quân sự của họ, thì đây là một trong những cái giá mà có thể rằng là Nga cho rằng là NATO sẽ tính toán và cho rằng là một cái giá cao đối với họ, và khi mà họ bắt buộc phải trả chi phí cho những cái cuộc xung đột quân sự giống như vậy. Và do đó Nga hết sức tự tin đối với những cái tính toán của họ, và họ cho rằng là một cái cuộc xung đột quân sự trong cái thời gian tới là khó có thể khả năng xảy ra. Và do đó là Nga luôn luôn tự tin với những cái hành động của mình ở cái khu vực biên giới Ukraine. Và do đó thì những cái vấn đề hiện nay xảy ra thì là nó chỉ là những cái mang tính một chiều từ phía Mỹ và các cái quốc gia đồng minh phương Tây của họ, của Mỹ mà thôi. Vậy thì theo tiến sĩ Thành Trung, bước tiếp theo Nga sẽ làm gì? Theo tôi thì chính quyền Nga trong thời gian sắp tới thì họ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những cái chính sách mà họ đã và đang thực hiện trong cái thời gian vừa qua. Có nghĩa là về mặt quân sự thì họ có thể có tiếp tục những cái hành động gọi được coi là tập trận quân sự ở cái khu vực sát biên giới với Ukraine. Điều này nó chứng tỏ rằng là Nga họ có đầy đủ năng lực quốc phòng cũng như là đầy đủ năng lực
quân sự, vũ khí và con người để có thể đáp trả bất kỳ những cái khiêu khích nào từ các quốc gia thuộc khối NATO. Và về mặt chính trị thì Nga sẽ luôn luôn kiên định với cái quan điểm của họ rằng là Ukraine không thể gia nhập NATO, bởi vì đây là một cái khu vực được coi là ảnh hưởng của Nga, và cái việc mà Ukraine có thể gia nhập NATO có thể là ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh của Nga, và cũng như là những cái chính sách đối với những cái vấn đề thuộc cái khu vực phía đông của Ukraine, nơi mà có nhiều người gốc Nga. Hiện nay họ đang muốn cái khu vực Donbass, đó là một cái khu vực tự trị thuộc Ukraine. Và Tổng thống Putin cho rằng là chính quyền Ukraine trong cái thời gian vừa qua đã vi phạm các cái thỏa thuận đối với những cái khu vực này, và ảnh hưởng tới những cái người gốc Nga ở Ukraine. Thì tôi cho rằng là nước Nga trong cái thời gian tới họ sẽ không hề thay đổi những cái quan điểm của họ đối với những cái khu vực an ninh sắc sườn của họ, và họ sẽ không dừng bước đối với những cái leo thang quân sự của khối NATO trong cái thời gian sắp tới. Mặc dù thì chúng ta thấy rằng trong cái thời gian vừa qua thì là chính quyền của Tổng thống Biden Mỹ cũng đã gây sức ép nhiều đối với các cái quốc gia đồng minh của họ ở khu vực châu Âu cần phải đưa ra những cái cảnh báo đối với Nga. Tuy nhiên thì tôi cho rằng Nga họ đã quen với những cái cảnh báo của NATO trong cái thời gian vừa qua, và chính vì vậy họ không hề nao núng và họ tiếp tục kiên định với những cái chính sách của họ, và họ sẽ không xuống thang trong cái căng thẳng này. Và một cái điều mà chúng ta có thể thấy nữa đó là hiện nay Tổng thống Putin đang được sự ủng hộ của dân chúng đối với cái vấn đề xử lý khủng hoảng ở Ukraine, và do đó tôi cho rằng là không có cái lý do nào mà chính quyền Nga trong cái thời gian sắp tới họ thay đổi cái chính sách của mình, và do đó họ sẽ tiếp tục thực hiện một cái chính sách được coi là cứng rắn về mặt chính trị và ngoại giao. Và tôi cho rằng những cái thỏa thuận hay là những cái hoạt động ngoại giao trong cái thời gian sắp tới, nếu mà không có sự nhượng bộ từ phương Tây thì sẽ không đạt được cái kết quả nào cả. Và đây là một trong những cái dự tính mà chúng ta có thể thấy trong cái thời gian sắp tới đối với vấn đề Ukraine, cũng như là nếu mà chúng ta nhìn rộng ra cả cái tình hình an ninh ở cái khu vực châu Âu, nó vẫn còn chứa đựng những cái tiềm ẩn mang tính có thể bùng ra xung đột bất kỳ lúc nào. Vâng, vậy còn Mỹ, chính quyền của ông Biden sẽ làm gì tiếp theo trước một nước Nga cứng rắn? Chúng tôi thấy là Mỹ đang đe dọa trừng phạt Nga nếu Moscow có động thái quân sự ở Ukraine. Chúng ta thấy rằng là hiện nay ngoài các cái biện pháp được coi là đe dọa sẽ trừng phạt kinh tế đối với Nga nếu mà Nga tiếp tục cứng rắn đối với Ukraine, thì chúng ta thấy rằng là chính quyền Mỹ hầu như không có nhiều cái được coi là biện pháp để có thể bắt buộc Nga phải xuống thang trong cái vấn đề khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là Mỹ họ vẫn có thể tiếp tục trang bị vũ khí cho các cái quốc gia thuộc cái khối NATO, cũng như là viện trợ vũ khí cho Ukraine trong cái thời gian sắp tới, giống như là Mỹ đã cấp tập trong viện trợ vũ khí cho Ba Lan, Romania cũng như là Ukraine trong cái thời gian vừa qua. Thì đây là một trong những cái cớ giống như là chúng ta đã nói ở phía trên, đó là Mỹ và phương Tây có thể tăng cường cái sự hiện diện của quân lính của họ cũng như vũ khí của họ ở các quốc gia sát biên giới với Nga. Thì ngoài những cái hành động này thì tôi cho rằng là Mỹ họ không còn nhiều cái biện pháp khác để có thể bắt buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán và nhượng bộ Mỹ và các quốc gia NATO trong cái thời gian sắp tới, khi mà cái hộp công cụ mà Mỹ có thể sử dụng để có thể đưa Nga xuống thang trong cái căng thẳng này hầu như không còn nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng là Nga họ đã chịu đựng những cái trừng phạt kinh tế của châu Âu cũng như là Mỹ kể từ năm 2014 tới nay, sau cái cuộc khủng hoảng ở bán đảo Crimea, thì Nga họ không còn nao núng trước những cái đe dọa trừng phạt từ Mỹ và các quốc gia châu Âu nữa. Và do đó thì Mỹ và các quốc gia châu Âu họ phải nghĩ tới những cái phương pháp khác để họ có thể bắt buộc Nga phải nhượng bộ họ trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên cái khả năng này thì
thì tôi cho rằng là cái khả năng xảy ra là rất ít. Và ngoài ra thì Mỹ họ cũng phải cần Nga, cái sự hợp tác của Nga ở trong các cái vấn đề khác, ở các cái khu vực khác trên thế giới, giống như là vấn đề Iran hay là vấn đề Afghanistan ở cái khu vực Trung Đông. Thì do đó là tôi cho rằng là những cái sự căng thẳng giữa Mỹ và Nga, nó là một sự căng thẳng mặc dù nó dai dẳng, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là hai bên này không thể đẩy nhau tới một cái mức gọi là đối nghịch hoàn toàn, họ vẫn phải cần nhau ở trong một cái các cái lĩnh vực khác. Và do đó thì cái việc căng thẳng ở Ukraine, đây nó là một trong những cái căng thẳng được coi là mang tính lâu dài, nhưng mà nó không thực sự là nó có thể đẩy tới hai bên ở hai cái gọi là bên ở hai phía thực sự là đối nghịch và có thể xảy ra một cái cuộc xung đột vũ trang. Gần đây chúng tôi cũng thấy các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức đã liên tục có các động thái ngoại giao nhằm hóa giải căng thẳng liên quan tới Ukraine. Tiến sĩ Thành Trung đánh giá như thế nào về diễn biến này? Tôi cho rằng là những cái hoạt động ngoại giao con thoi gần đây của Đức và Pháp để nhằm giải quyết cái vấn đề căng thẳng Ukraine, khi mà chúng ta thấy là gần đây là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một cái cuộc đối thoại khoảng 6 giờ đồng hồ đối với Tổng thống Putin. Thì đây là một trong những cái nỗ lực ngoại giao của các cái quốc gia châu Âu để nhằm cái tháo gỡ những cái ngòi nổ có thể dẫn tới cái cuộc xung đột vũ trang. Tuy nhiên thì tôi không lạc quan lắm cho những cái hoạt động ngoại giao để giải quyết cái căng thẳng ở Ukraine, khi mà các bên họ vẫn còn kiên định đối với những cái quan điểm của mình. Thì đối với NATO thì họ vẫn cho rằng là cái việc mà Ukraine hay là Ukraine họ có thể gia nhập NATO, đó là cái vấn đề về tự quyết của họ. Và còn đối với Nga thì họ cho rằng là cái việc mà NATO gọi là cho các cái quốc gia thuộc cái ảnh hưởng của Nga hay là thuộc cái khối Liên Xô trước đây gia nhập vào NATO thì đây là một trong những cái hành động được coi là vi phạm an ninh của Nga, và coi Nga giống như là một cái thực thể chính trị cũng như là một thực thể sức mạnh không được tôn trọng ở cái khu vực châu Âu. Và do đó khi mà hai bên họ đều kiên quyết cũng như họ vẫn không thay đổi những cái quan điểm của họ đối với cái vấn đề an ninh ở cái khu vực châu Âu, thì tôi cho rằng những cái hoạt động ngoại giao này nó không tạo ra một cái điểm chung. Và nếu mà nó có sự những cái sự thỏa thuận thì những cái thỏa thuận này nó không mang tính ràng buộc, và tôi cho rằng nó vẫn có thể vi phạm vào bất kỳ lúc nào, khi mà chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều cái thỏa thuận đã đạt được trong cái thời gian qua đối với vấn đề Ukraine kể từ năm 1994 cho đến nay, khi mà Ukraine rời khỏi cái Liên bang Xô Viết trước đây, thì chúng ta thấy nó có rất nhiều cái thỏa thuận mang tính ngoại giao, nhưng những cái thỏa thuận này nó vẫn không đạt được cái hiệu quả mang tính thực chất. Thì do đó tôi vẫn nghi ngờ những cái hoạt động ngoại giao nó có thể mang lại một cái sự thay đổi cũng như là cái sự biến chuyển của cái khu vực châu Âu trong cái thời gian sắp tới. Và cái địa chính trị cũng như là địa an ninh ở khu vực này nó vẫn tiềm ẩn những cái bất đồng, khi mà cái sự căng thẳng giữa NATO và Nga, hay là cái sự không có điểm chung giữa hai cái thực thể chính trị này nó vẫn còn tiếp diễn. Và do đó thì tôi cho rằng là cái sức mạnh quân sự hay là những cái nhượng bộ giữa hai bên nếu mà không đạt được thì nó vẫn sẽ cái sức mạnh quân sự nó vẫn sẽ là chiếm cái gọi là cái yếu tố, nó vẫn sẽ là một cái yếu tố quan trọng trong cái tình hình an ninh của khu vực châu Âu trong cái thời gian sắp tới. Và các cái biện pháp ngoại giao nó chẳng qua là những cái được coi là một trong những cái hành động nỗ lực để thể hiện rằng là khi mà nỗ lực ngoại giao họ không thể hoàn thành thì có thể sử dụng các cái biện pháp khác. Tuy nhiên tôi vẫn luôn hy vọng rằng là những cái biện pháp ngoại giao, những cái nỗ lực của cái nhóm bộ tứ Normandy gồm Đức, Pháp, Ukraine và Nga có thể đạt được một cái điểm chung nào đó cũng như là một cái sự nhượng bộ tạm thời nào đó để nhằm đảm bảo cho cái khu vực châu Âu trở nên hòa bình hơn trong cái năm 2022 này. Và đó là những cái điều mà tôi mong muốn rằng là cái thế giới trong năm 2022 này sẽ có nhiều cái niềm vui hơn, khi mà chúng ta đã vừa trải qua những cái khó khăn
trong cái đại dịch COVID-19, và cái đại dịch nó vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi, nhưng mà chúng ta lại có những cái căng thẳng bên bờ vực chiến tranh ở cái khu vực châu Âu. Mặc dù cái này là chúng ta đều biết, đó là những cái sự căng thẳng này nó được cố tình đẩy lên từ hai phía. Tuy nhiên thì một cái hy vọng cho một cái khu vực châu Âu an ninh hơn và một cái thế giới tốt đẹp hơn vẫn luôn luôn là mong ước của nhiều người dân trên thế giới trong cái thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Thành Trung về những chia sẻ vừa rồi. Thưa tiến sĩ, thưa quý vị khán giả, hơn nửa năm qua là thời điểm căng thẳng giữa Nga và phương Tây lên cao độ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cứng rắn, Mỹ cũng cứng rắn, có hoạt động điều binh đã diễn ra. Các thông tin do giới chức phương Tây đưa ra với sự hỗ trợ của truyền thông đã lan rộng, khiến có lúc nhiều người tưởng cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra đến nơi. Tuy nhiên, với những mối quan hệ đang xen, cùng với đó là sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề đã đưa nhiều nhà lãnh đạo châu Âu tới Nga, tới Mỹ và cả tới Ukraine để tìm cách kiểm soát tình hình, hạ nhiệt căng thẳng. Chúng ta cùng chờ đợi xem kết quả của các hoạt động ngoại giao sẽ giúp kiểm soát tình hình như thế nào, trong khi hy vọng một cuộc xung đột không xảy ra, vì ai cũng biết hậu quả của xung đột là rất lớn. Đến đây thì chương trình Vấn đề Quốc tế kỳ này cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.